Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang đi câu cá tiếp tục nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay trời rất là đẹp, nước rất là trong xanh. Mời cô chú anh chị và các bạn xem video, đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn. Để ủng hộ tinh thần Phúc Khang sẽ làm nhiều video hấp dẫn cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây view câu cá rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Dính rồi. Nay vô mánh rồi, nay vô mánh rồi. Nó lòi đó, lòi đó, lòi đó, lòi đó, đó. Vớt, dính, dính rồi. Ơi, cái dẫn, cái dẫn, cái dẫn. Dẫn, dẫn, dẫn. Dẫn, dẫn, dẫn. Đâu dẫn rồi. Dẫn, dẫn. Quá, cá to thế. Mới giờ chút xíu được nhiêu đây nè cả nhà. Mê chưa? Quá đã, quá đã. Lòi. Dính nữa. Cá he. Ừ, cây này trúng mánh rồi. Trúng mánh rồi, trúng mánh rồi. Nhỏ mà có vỏ. Ồ, cá he mắc tiền lắm á. Cá này nó ăn nó ngủ luôn đó. Ngủ dưới luôn rồi. Không biết dính, kéo lên. Không giật không gỉ luôn. Bó tay thật. Nay trúng mánh rồi cả nhà ơi. Mới ra chút xíu mà làm cả chục em rồi. Ăn nữa Phúc ơi, ăn nữa Phúc ơi, Phúc. Đó hả? Trời. Đó, đó 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 đó, dính nữa. Cái he nữa, dính nữa rồi. À, dính nữa nè cả nhà. Cái này có vẻ ngon lắm. Cái gì vậy? Chơi, chơi. Chơi bà con ơi, chơi. Trời sẵn hay sao á? Dính nữa, cá he nữa. Rồi, he luôn. Vớt rồi cả nhà ơi. Sảy rồi. Cái quốc đi đó cái gì mà đó nó lôi đó. Rồi vậy nó không cầm nó đi dính cá đó. Dính rồi. Rồi xong. Không đâu. Câu tới gì mà câu. Nó lôi. Thấy rồi. Cái đâu? Bỏ nó đi. Coi cái đọt đó. Bởi vậy chồm chồm lại. Ô con chúng thủy quái to quá, nó lôi mất tiêu rồi cả nhà ơi. Mất cây cần câu của Phúc Khang luôn rồi. Video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Phúc Khang. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.